Sáng ngày 21 tháng 6, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đến dự lễ khai mạc thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Đến dự còn có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng thi tuyển. Đây là lần thứ hai Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhằm bổ sung kiện toàn đủ số lượng nhân sự lãnh đạo các phòng ban, bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đổi mới quy trình công tác cán bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Các thí sinh tham gia hai phần thi gồm thuyết trình đề án thời gian 45 phút, trả lời câu hỏi chất vấn của các thành viên hội đồng thi tuyển liên quan đến đề án như giải pháp phòng chống bạo lực học đường, giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học, nêu ra một số tồn tại và có giải pháp khắc phục tồn tại đó có hiệu quả. Mỗi câu hỏi trả lời trong vòng 5 phút. Phát biểu tại hội đồng thi tuyển, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm yêu cầu hội đồng thi tuyển tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho các thí sinh, song phải bảo đảm công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm trình tự, thủ tục thi tuyển theo quy định. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng động viên tinh thần, chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khả năng quản lý, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm.